Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa hồng, lại làm hoa hồng ghép cánh như thế này. Lần trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm hoa hồng rồi, hay hồng ghép cánh rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm với chất liệu khác, cũng là giấy nhưng mà giấy khác. Đây mình sẽ làm giấy ý mềm. Còn cái bên cạnh này là mình dùng giấy Trung Quốc. Thực ra là làm cả hai loại giấy đều được, nhưng mà giấy ý mềm thì mình nó sẽ bền hơn và nhìn nó sẽ giống thật hơn nha. Đây thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng giấy ý mềm nha. Cách làm thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ cứ hướng dẫn lại các bạn nha. Thì để làm được bông hoa hồng như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu chính thì là giấy nhún ý mềm. Giấy ý mềm thì nó rất là mềm và nó cũng khá là giãn ấy, nên là mình thấy làm cái đường gân của nó ấy, nhìn nó nhỏ, nên là nhìn lúc làm nên hoa thì nó sẽ đẹp nhá. Nguyên liệu tiếp theo là các bạn cắt là giấy nhún màu xanh để làm đài hoa nha. Kích thước là 6,5 x 7 cm. Còn mình sẽ chuẩn bị hai mảnh giấy nhún, một mảnh giấy nhún màu vàng kích thước là 6,5 x 4 cm, một cái là 6,5 x 5 cm. 6,5 là chiều dài, còn 5 cm là chiều rộng nha. Tương tự cũng vậy, kéo này, băng keo sáp này, kẽm cành và lá hoa hồng giả. Lá hoa hồng thì cái mình cũng đã có clip hướng dẫn các bạn riêng để làm cái lá hoa hồng này rồi, thì các bạn có thể xem cái clip đấy của mình và làm nha. Không thì các bạn có thể mua cái lá hoa hồng giả như thế này cũng được, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn bạn nào mà không tìm mua được thì các bạn hãy tự làm nha. Tiếp nữa là keo sữa. Nguyên liệu như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm hoa hồng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt lá hoa hồng. Chúng ta sẽ cắt cái cánh hoa hồng nha. Thì cái cánh với kích thước là 6,5 x 4 cm. Đầu tiên các bạn cắt tạo hình cánh hoa. Như thế này, rồi các bạn dùng tay kéo nhẹ phần bụng ra. Các bạn nhẹ tay thôi nhá, vì cái giấy ý mềm này nó khá là mềm, nên là các bạn mà kéo mạnh thì nó sẽ bị rách. Rồi chúng ta sẽ lấy cái kẽm cành này, chúng ta sẽ uốn cong nó như thế này. Chúng ta đã được một lớp cánh như thế này. Tương tự với cái miếng màu 6,5 x 5 cm, các bạn cũng làm vậy nha. Cái 6,5 x 5 cm thì mình sẽ làm lớp cánh ngoài cùng. Xoắn hai bên rồi xoắn ở giữa. Màu sắc hoa hồng thì tùy chọn nhé, các bạn chọn màu nào cũng được, mình thích màu vàng lắm, nên là các bạn có để ý thì hầu như clip nào của mình cũng có dính đến màu vàng ấy. Đó, đây là lớp cánh to. Thì các bạn cắt cho mình khoảng
15 cái cánh to như thế, à 10 cánh to như vậy. Ở đây mình cắt là 11 rồi. À, các bạn cắt khoảng 4 cây cành nhỏ nhỏ nha. Tổng cộng các bạn làm khoảng từ 12 đến 15 cánh là đẹp nha. Các bạn nào muốn làm bông hồng nó to hơn thì các bạn làm nhiều cánh hơn. Trong cùng để làm nhị ấy, thì mình sẽ không uốn cong nó lại mà mình sẽ để nguyên như thế này nhá. Bây giờ thì mình sẽ ghép hoa vào nhá. Thì các bạn dùng keo sữa này, các bạn phết vào đầu cành kẽm đầu tiên này, sau đó là các bạn cái cánh mà chúng ta không uốn ra đấy thì các bạn đặt như thế này cho mình, rồi các bạn xoắn tròn nhỏ lại nhá để tạo thành cái nhị. Các bạn là vẽ một chút thôi cho nó đẹp. Rồi tiếp thì chúng ta sẽ ghép những lớp cánh tiếp theo nhá. Các bạn dùng chỉ để buộc lại. Rồi sau hết cái lớp cánh nhỏ thì chúng ta sẽ ghép đến cái lớp cánh to nha. Cánh sau thì ghép một chèn một nửa cái cánh đằng trước ấy, thì nhìn nó sẽ kiểu độ nở của nó sẽ đều hơn nhá. Cứ ghép cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái độ nở nó vừa đủ rồi thì các bạn dừng nhé. Mình muốn làm một bông hoa to nên là mình sẽ ghép hết các số cánh mình có. Như vậy là mình thấy bông hoa hồng nó đã nở vừa đủ rồi ấy, nên là mình sẽ dừng lại.
sau khi mà chúng ta ghép xong thì chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa hồng ghép cánh như thế này rồi nhá. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần đài hoa nha. Các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 6,5 x 7 cm như thế này. Rồi các bạn gấp lại. Các bạn cắt gấp làm 4 nha. Các bạn cắt tạo hình đài hoa. Rồi dùng tay vãn cái phần bụng này ra. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng keo sữa này. Vết keo vào phần đài này nha. Đặt vào bông hoa hồng như thế này rồi chúng ta điều chỉnh. Các bạn có thể làm cái phần cây nó, phần kẽm nó to hơn ấy, thì cái phần đài của nó sẽ được to nha. Nhưng mà mình thấy thì bông hoa hồng thật thì cái phần đài của nó cũng không quá to đâu, nên là tùy các bạn làm nha. Đây, chúng ta đã cuốn xong cái phần đài thì bây giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuộn lại cái phần đài này nhá. Rồi chúng ta sẽ dùng lá hoa hồng giả thì chúng ta ghép vào. Bạn nào mà không mua được thì có thể tự làm nha. Mình cũng có clip hướng dẫn rồi đấy. Các bạn có thể tìm mà cách làm nha. Ghép xong thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh cái lá hoa hồng trông cho tự nhiên nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được bông hoa hồng xoắn giấy, hoa hồng ghép cánh như thế này. Thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Với cái giấy nhún nó mềm, ý mềm này thì nó sẽ rất là giống hoa thật. So với cái giấy nhún Trung Quốc thì nó không, nó sẽ mềm hơn. Còn giấy nhún Trung Quốc thì nó sẽ khá là cứng nha. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa hồng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Các bạn yêu cầu hoa gì thì sẽ yêu cầu mình ở bên dưới nha, thì mình sẽ cố gắng làm. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.